Dạ thưa thầy, con mới về. Hạnh con, sao bây giờ con mới về? Thầy tưởng đêm nay con còn ở Dị Khê chứ. Kìa Hạnh con, có chuyện gì làm cho con rơi lệ? Dạ thưa thầy, vừa rồi cháy ở cửa Đại Hưng. Sao? Tại sao? Bọn giặc Minh nhẫn tâm quỷ hoài lương tàn rồi vô tô. Tầm tên là mặt chúng cho là tội phạm đào trong. Kiếm không ra người gánh vào bán dầu. Trút giận lên dân chúng đốt cả xuống nghèo. Thương xót quê hương chịu vùi trong lửa loạn. Gót giặc chân thù dầm nghẹn cổ lệ rơi lòng đau thống hận. Máu chảy thay nằm chồng chất ở núi đà. Tiếng khúc là vang dội lao sao. Con bỗng thấy trong lửa hồng một em bé. Miếng khóc dĩ điềm buông phía chẳng người thân. Trời ơi, làm sao cứ trẻ thơ thoát nạn. Con chẳng đắn đo vào cứu mạng. Ôi Hạnh, thầy mừng vô hạn vì nghĩa quên mình không nãy phần vừng qua. Nhưng có cứu được đứa bé và con thoát được hiểm nguy không? Bỗng từ xa có một tiếng phụ y thuộc sách bời. Mừng được gặp con mà máu lệ nhạt nhòa. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn trời Phật, mẹ đã gặp con thoát cảnh sanh ly tử biệt. Hạnh, sao con lại tức tưởi? Người mẹ chẳng phải bỏ con tìm nơi lánh nạn mà đã bị giặc Minh cưỡng hiếp. Trời ơi, nụ đoàn viên chưa kịp nở trên môi thiếu phụ thì lại sa chân vào miệng sói nanh hùm. Giặc tiếp cuộc truy quan trong tiên thiết hải hùng. Một tên quăng đứa bé vào trong lửa đỏ. Một đứa cưỡng đoạt thân ngà bất chấp tiếng giang sinh. Thiếu phụ đau lòng trước cái chết con thơ. Cánh tay tương giặc toan dài tìm con trong lửa. Một kiếm lìa ngang sát thân nàng ngã cùng. Chung hô hô cười gian trước thảm trạng đau lòng. Tinh mạng Hạnh Nhi, tiên tinh thiếu phụ, bao của mồ hôi nước mắt dân lành, bao nỗi đau thương, bao chuyện bất bình. Ta bị quản thúc nơi đây bao năm chờ đợi, nhưng ra đi vô phương dời dòng. Tên cùng ai? Ba tám xuân rồi xuân thấy đâu, cành xuân đinh dầu chẳng tươi màu. Thu nhà nở nước hai vai nắng, lưỡi giặc phun dằn cánh hải âu. Người ban dầu là ai? Phải chăng anh hùng tìm nơi dụng võ ẩn tích mai danh? Đã hỏi dò ta qua bác phó, sao chữa tôi đây, sao chữa tìm nhau? Dạ thưa thầy, cô con ngày Tết cứ trông thầy về. Đêm dài mũi chỉ đường kiếm,
rằng cô mai áo này. Hạnh con nhớ ghi lòng tác giả, nhân nghĩa là gốc, tri dũng là cành, bảo tàng tất bại, nhân nghĩa tất thành, đại nghĩa tri nhân là vì dân trừ bạo. Dạ thưa thầy, để con xem. Tiên sinh, Hạnh, con vào trong lấy ít tiền hay gạo cho người hành khất đi nhé. Thưa tiên sinh, tôi đến đây không phải để ăn xin, nên chẳng cần khóc gạo bạc tiền, mong tiên sinh thứ lỗi. Vậy ông gõ cửa vào nhà tôi để làm gì? Để cầu hiền cứu nước. Cầu hiền cứu nước à? Dân, ngươi là ai? Thưa, tôi từ vùng Yên Thế đến đây, cái vàng giả trang để che mắt giặc, không nể hà hiếm trở gian nan tìm đến gặp tiên sinh. Tôi bạch thủ hàng sinh, bao năm qua không màng thế sự, đồng quan thành đọc sách ngâm thơ, ghét mọi chuyện ngoài tai. Chúng tôi biết ngài nuôi mộng lớn chí cao, thủ lĩnh tôi kinh phục lâu rồi, sai thuộc hạ đến đây. Thủ lĩnh là ai? Tên Nguyễn Trinh phất cờ khứ bào, thề một lòng đánh đuổi quân Ngô, dần thoát họa nô dông. Và đây viên ngọc tuyệt vời, quý hơn cả bạc muôn, sai tôi kinh tặng lên ngài, cầu hiền sĩ tiếp tay. Tôi sống ở kinh thành mà dường như ở núi sâu, đang rủ kỳ thi không màng chi canh tướng công hầu. Gió tản mây nhàn chỉ có mặt bóng cầu, thế sự ưu tư nhường tâm quyết cho kẻ hơn người. Quyết mặt cù sâu lửa bỏng nước sôi, dân dùi lửa loạn, ngài tính hai sai trước tình thế đổi thay. Ai sai ai tỉnh, ta sai tỉnh, rằng dài rằng khôn chuyện thế gian. Hai có đẹp chân đi đùng đình, áo bộ quen cần dần sơn. Tiên sinh, kẻ sĩ không thể đứng nhìn nước mắt xiền nô dông dạng thoá gút vào đầu. Ngọc quy dân ngài, xin hiên kê cứu dân, ngài sẽ có ngọc vàng nhiều hơn nữa. Thôi, người hãy đi đi, ra khỏi nhà tôi, tìm cho ra ai là kẻ nhân tài. Còn riêng trải thì không lãm bàn việc nước, sống thanh bận ta quen thú điền viên. Tiên sinh nói lòng nhìn tàn tóc cũ non sông, giặc hung tàn sát hại nhiễu nhường, bào tiên quan hờn ngút giận thấu trời cao, chỉ mong sao tìm một hiền tài, thê thê anh hùng định quốc an bang. Người hãy đi đi. Tiên sinh. Đi đi. Tiên sinh. Tất cả dừng lại bên ngoài chờ ta nghe chưa? Tôi chờ tôi rồi. Trời ơi, tiên sinh ơi, họ bắt được, họ sẽ giết tôi. Giết tôi chết bản tiên sinh ơi, trốn đâu đi vậy? Người hãy núp tạm dưới bàn thờ. Trốn dưới bàn thờ. Thưa tiên sinh, Lý tướng quân tôi vừa sang tấn nhậm, nhưng ngài xuân cho tôi đến biếu quà và trao cho ngài một bức tâm thơ. Quà món ngài xuân gửi bản hiền, quý tài mến đức dạ không quên. Hồng trà độc ẩm hương khôn đượm, nâng chén bên nhau vẫn ước nguyện. Ý tứ trọng thư chắc ngài đã rõ thông, Lý tướng quân tôi vừa chiêu mộ danh ngài, sang tấn nhậm là mang quà đến biếu. Tôi thanh bần lấy gì để trả lễ Lý tướng quân? Tết đến xuân về người gửi chúc quà xuân. Đại sĩ kiêu hèn là bản tánh Lý tướng quân, nọc rớt ao tù ngài săn áo vết vào tay, điện đáp ân chi ngộ tấm lòng thành, chỉ mong tiên sinh cùng với tướng Lý tướng quân. Lý tướng quân huệ cố, trải tôi xin đáp lại thư này, mai ra người đẹp ý. Người
người của ai đây, ông biết không? Tôi không biết nó là ai. Không phải của các ông thì của Nguyễn Trinh. Cử chối. Trời ơi. Trò trẻ con lừa ta sao nổi. Bước ra thôi và hãy để cho ta yên. Ông hãy về thưa lại với quan trên rằng trải tôi không nhận quà nhận lễ, vì kẻ dưới của người không tính nghĩa. Lừa dối ở đây thì đốt phá ngoài kia. Phúc thư đây, ông hãy mang về. Mời. Thẻo từ thẻm buộc tội, ngọn bút sắc hơn dao. Tưởng rằng mưu tương quân cao vời lòng mình đây khen thầm, khi đến thì hành ngà chắc ta đồng hành. Lưu chồng dùng cá con đào vòng, là hắn ta quy hàng vào trong. Nào ngờ đâu ta thua, con này là rồng dưới nhân gian này. Thua tí tên trời cao kế mưu ta bài, giờ ứng thời phải về báo lên cùng quan. Liệu kế mưu sau này à, thằng bán dầu lánh mình chỗ nào thoát nạn đi như vô hình. Con về kiếm tiền chỉ thêm hoài công, mình bắt luôn tên này chờ gì. Thì hành ngày ta e chẳng nên, mình về chờ quan trên ban quyền. Cá nằm trong tay thoát đâu. Dạ đúng vậy à. Về. Dạ về. Tội thay cho lũ giặc, một đòn đau ê mặt chẳng dám nhìn. Nếu là con, hắn mắc lừa rồi. Thầy Cao Trí thấy cả lòng gian trá. Người của Nguyễn Trinh không đem ngọc quý đem dời thầy mà phải bằng điều nhân nghĩa. Con biết không, mưa của giặc rất sâu, muốn bắt thầy đã thả đó lại buông câu. Tên ăn mày với thầy ngơ tội nó, thì tên quan kia sẽ bắt nhai thầy, dù cho thầy chưa một người nó đang truy nã. Quân nghĩa nước Nam. Nhưng trước đây thầy ẩn nhẫn dằn lòng, sao lần này thầy mắng giặc thù sẵn giọng. Giặc đang có một điều gì nghi kỳ, mới diễn lại trò vũ dỗ dò là. Ngày xưa tướng Trương Phụ ý định muốn giết thầy, nhưng muốn lấy lòng trăm họ muôn dân, Hoàng Phúc mua chuộc thầy bằng cách xin tha. Nay Lý Bần Sàng trân nhậm Đông Quan, hắn tính khôn hơn Trương Phụ 100 lần. Thầy càng ra vẻ nhún nhường thì hắn lại càng sanh nghi. Tình thế này thầy phải ra đi. Thầy đi đâu khi mắt giặc như cú diều, ngày đêm rình rập trong ngoài, không thoát được sợi tóc ngọn kim. Con ơi chưa trừ khử được giặc hung hăng, dẫn nước giang xuân lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chữ nhân thai bao cường, mau gấp cho mới mong thành bảo. Thầy hãy về Nhị Khê nương nào, thầy quyết vào miền Thanh Nghệ núi thắm rừng sâu, nước biếc non xanh hẳn lắm kẻ hùng anh, báo quốc cho trọn mài râu. Thầy nhờ con trở lại Nhị Khê, thưa tới cô thu xếp hành trang, mau tìm chốn bôn đào, về miền Bắc Hạt quê con. Con xa quê cũng đã 4 năm, đưa cô đến xong con muốn theo thầy, lo việc nước việc đời, đêm ngày hầu dưới. Chưa tiện con ơi, gian nguy từng bước, và lửa diệt thù đang âm ỉ khắp nơi. Trong con sông đổ về một biển mà thôi, đã có lòng sẽ tái ngộ thôi. Dạ thưa thầy. Con vào mang hành lý đi ngay, kéo không còn kịp. Vâng, con xin vâng lời thầy.
giờ vĩnh quyết đinh ninh lời ước nguyện. Ải Nam quan từ gạt lễ về đây, đọc binh thư suy thành bãi đêm ngày, nghĩ cách mình ngộ phối đầu lệnh kiếm. Thánh bảo kim đợi anh hào lệnh kiếm, con mang theo danh hội ngộ. Ta từ đêm thâu trong gió sương xuyên núi rừng thân thầy cô lẻ, bước chân dài lấp thân trai mong ngày mai. Lòng dân ta sống ngắm. Thầy khóa nè, cánh trắng vô tình, chỉ sợ người vô tình nó thì có đứng kế bên trăng mà không có biết sợ trăng à. Trời đất, trăng gặp trăng rồi cô ơi. Ủa, thầy khóa nói gì đó? Tôi nói chứ trăng thanh gió má. Trăng đã lên ngang đầu
rạc ngời. Nay quân thù nhiễu loạn trời nắng, đành nơi đâu quân tài nguồn. Con chớ trêu đùa thầy quá. Thôi em nó đùa thì đừng trách chị em nha. Vậy chị em xin chào thầy khóa vô duyên. Mẹ con đi. Trăng ơi, trăng hải xuống thuyền cùng ta. Việc cậu, sao hôm nay cậu về muộn thế? Việc cháu tìm như mò kim đáy bể, dễ gì đâu, không kể buổi kể giờ. Cậu tìm ai, có được tin tức gì chưa? Chẳng giấu gì bà, cháu cứ lai quai tìm một người. Chắc hẳn là tìm một cô rồi. Không, đàn ông trạc trung tuần, ngoài 30 tuổi, con người mảnh khảnh như một nhà nho, mắt sáng, mày thanh, tai to, trán rộng. Trời, bà đã... Không, bọn lính họ đang dò hỏi. Đó, họ còn dán bảng khắp nơi truy lùng người thơ sinh. Thật là quy chú thầy. Đã nhiều ngày cắm bên ngăn sông, họ nguy hiểm lắm, ta phải cần ý tứ. Kéo lỡ miệng là giả gió tay bay, thời buổi này nó bắt bớ lung tung. Xin cảm ơn giáo nguyện tác giả. Xưa xóm dài xóm chợ quanh đây, quyết hồ dương chỉ quân trong nhanh. Ngay bên sông này đã bao dòng máu đỏ, giặc quá vô lương này khổ sở vô cùng. Muôn vạn sanh linh quằn quại thê lương dưới gót quân thù, sống trong lửa loạn hải hùng. Nghe cảnh đau lòng mà tiếng ruột bầm gan. Vậy mà dân chúng chẳng kinh tâm, còn bàn chuyện đắng ngô giữa ban ngày, quanh khu rừng núi chập trùng. Biết bao người kêu hành ra đi. Những người trong núi, phải chăng có người mà thầy muốn tìm chăng? Thưa bà chỉ giùm cháu lối vào trong núi. Ê chết, đường rừng núi dễ hay lạc lối. Trời cũng đã sắp tối rồi. Thôi thầy khóa cũng chẳng nên đi. Chào thầy nha. Thầy đã tìm ra hay thầy còn lận đận? Tìm theo thầy lo dẫn nước diệt thù chung. Ta xuống bến sông tìm cô Thanh hỏi rõ đuôi đầu những người trong núi và dò tìm thầy cho ra. Con đứng dậy đi. Có ai vào không tiện, cứ ngồi nói chuyện làm như thầy đang xem bói cho con. Anh xem chừng có ai lạ báo ngay nhé. Dạ thưa thầy, người này. Đây, chú Trần, người bán dầu độ nọ. Ở cửa Đại Hưng. Dạ, con xin chào chú. Cô Hạnh cứ tự nhiên. Thưa thầy, tôi tuổi thân. Tuổi thân tí sữa dần mẹo tình. Thầy trò gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, chuyện hàn huyên xin tha hồ mà nói. Chứ nhiều điều vẫn phủ gia gương, xin chào mừng thầy khóa đã gặp thầy à. Dạ, cảm ơn bà. Ba trăng qua dài hơn thế kỷ, do hỏi tìm thầy như tâm ca bóng. Mây tím giăng chiều sương lam tỏa núi, lên dốc xuống gần ngày đêm lầm lũi. Mong được gặp thầy như nắng hạn. Sao thương ba lượt trăng treo đinh môi mập mờ, con mang tin về nhị khê
con có được an lành, thoát khỏi vòng lưới thỏ lòng cha con dân an khang sao mấy tiếng thăng trầm. Dân nước trên dân vui nhà không tròn, bay biết lên đường nuôi bước cứu quê hương. Cô viết tâm hiền thế ta để lũy cho nàng. Cô dõi mắt trông theo cánh nhạc lìa đàn, hơi ấm tình thương còn vương qua nét chữ. Trên bước diễn du sưởi lòng người cô lỡ mưa nắng đổi thay, nhưng tình vẫn không nhòa. Gói tròn tâm tư qua bức thư nhà, trai vì nước gối đầu yên ngựa, gái thờ chồng chặt vòng thu. Gió đông về da lạnh điều miên, chàng đổi nắng dầm mưa lo việc nước. Xin vững bước vì quốc thù gia thần, mong đưa cùng qua khi đất nước thanh bình. Ôi thanh bình dân Nam lòng vẫn mong, người nước Nam diệt hết quân ngu thù. Trời trắng mây hồng cây xanh nhiều trái hoa, đồng lúa thênh thang sáo lưng trâu khoan nhạc, muôn dân mừng ấm no không tiêu điều lứa bình. Đây sách bình ngô trải đang chờ minh chúa, cờ nghiêng dương cao thanh kim định sang hà. Mòn gót giang hồ lặn lội khắp sơn khê, cây la khuất bóng mờ trang xì. Minh quân lương tệ tao cùng gì, trời rộng đất dài tôi tin chắc sẽ tìm ra. Em ơi, em ơi. Từ huyện đến đây mày lê quá nửa nhà, đánh mày thi mà mày lì cũng giỏi. Trước chúng tao đầu bay không chịu cúi, trước chúng tao gối bay chẳng chịu quỳ. Này mày làm chi? Mày đi về xóm tối cùng bên kia sông, nơi đầu đường cuối nổi định làm chi? Kết lũ kết bè mà võ hỏi cả Lam Sơn động chủ họ Lê, đất chúng tao tôi đã đành rành chẳng chịu khai cả hỏi cả bè. Đến Tây Đô mày cũng không sống được, cái đầu này sẽ quá đầu lông chịu khai giữa chợ cho vợ mày nhìn mặt. Đầu tao có mất nhưng chi tao không quỷ diệt, muôn triệu đồng bào nở rộ lòng thương. Hỏi tao làm chi, tao tìm anh hào đất Việt, đối quyết mài gươm cướp lửa căm hờn giết giặc. Mày hỏi tên tao Phạm Văn Sáu, đôi tay này sẽ gom hết xác lũ bầy. Bóng giá trời cao lấp biến sang đồi, Ngô Quốc cùng cường bay như đám tàn tro. Đi tìm Nguyễn Trãi nhập công như bắt cá trên trời, săn hùng không đắt được cáo tròn cũng vui. Hả?
dạ tôi đây. Biểu. Dạ. Cao thị đâu rồi? Hả? Dạ. Dạ ở quán này á đông người qua lại, cáo với cày. Bà nói gì? Tôi nói thiếu gì người muốn lấy đó để góp công. Mời ông, mời ông uống nước. Tôi khát quá. Nước nè, nước. Cảm ơn bà. Nước. Này, có phép tao mày mới được uống. Còn khác phải không con? Uống đi con. Uống. Uống. Nước của chúng bay là nước của chúng tao. Đất này ngọt nước ngọt rau. Trân châu bảo ngọc còn đâu của mày? Thiên triều làm chủ ở đây, lũ bay mất nước, lũ bay gục đầu. Đất Nam đây của hàng triệu dân Nam, giọt máu ngon rau bảo ngọc bạc vàng, người Việt làm chủ sách trời đỉnh phân, phương Bắc phương Nam. Lũ bay sẽ bay đầu vì lũ bay quân xâm lược, hùng tính lãnh thổ người có cây nổi giận, đất trời không tha mồ chôn lũ bay. Tên khốn nạn cận kề đại nghiệp mà dám quên quan miệng lưỡi như sắc như đau, quân thiên triều sẽ làm cỏ chúng bay, vụ thâu về một mối gian sang. Sách xưa chép lại bao đời xâm lược, tần tổng mong quyên phải ôm thảm bại đến vô lai lặp lại. Thằng khốn, nếu không để tra thêm đồng bọn, tao cắt lưới mày. Cắt lưới tao à? Sẽ còn hàng triệu người khác thay tao mà nói kìa. Tao cho mày nhóc mày. Bà Quang. Bà Quang đâu? Dạ tôi đây. Rượu đâu? Mang cho tao. Dạ quán hết rượu rồi. Hả? Hết à? Dạ. Ừ. Bên bàn kia còn. Chịu thôi. Dạ của hai mấy mua trước đó. Nhưng mà tao muốn uống. Biết điều đấy. Đạo thì mỗi sao hao hao như Nguyễn Trãi, nhưng Nguyễn Trãi thì đâu có mù đâu. Đó. Biết đâu nó giả mù. Cứ bất đại dẫu quan cũng vô hại. Này, mày lấy ngựa của tao phi một mặt về huyện đường, lấy 10 tên võ sĩ đến đây. Nhìn lên. Bảo, mày bảo con lái đò phải chờ để qua sông, nói rõ ràng đây là lệnh của ông đó. Nguy rồi, có lẽ nó đã phát hiện ra thầy, phải theo tin nín này mới được. Ông bối dùm tôi chờ bao giờ mới lên hương, công cán nhiều năm mà chưa được chức làm quan, rồi đến mai sau cuộc đời tôi có an nhàn, con cháu đông vào xem có ra làm quan cao không. Hả? Có được không? Muốn biết rõ số ông về sau, ông cho biết năm sanh. Rồi tuổi thìn năm nhâm. Tuổi thìn năm nhâm à? Rồi đó, kiếp khung nó đổi dời. Đồ nguy hay ra sao, lời ngay thật đối mau. Sao kiếp khung đối giờ chớ điều ngoài lời của mày không có tha. Tôi đoán khung kiếp rằng số ông nhiều phen long đông. Ây da, kiếp là kiếp, khung là khung, sao lại cũng đổi giờ. Ây da, lung tung quá. Số là vậy biết sao nói vậy,
Nhiều người tôi đã bói đường công danh, có lúc thì như diều, gió càng to diều phất lại càng kêu. Nhưng đàn phất ai ngờ đâu dây đứt, tướng dút lên trời quá ra là xuống vực. Số nhiều người quả phúc không có lường đâu ông ơi. Gặp thầy đây nên tiện muốn xem, chứ thật ra ta có tin gì tướng số. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, con về đây nè mẹ ơi. Mẹ cô lái, ai chở đồ dưới sông? Ai thì ai, phải có người chở chứ. Chèo chống suốt ngày người mệt lá rồi. Ai hết rượu rồi. Ý, mẹ ơi, khách hết rượu rồi nè mẹ. À, mẹ, mẹ biết, nhưng mà quán không có còn một giọt nào á. Còn mẹ ơi, còn một hũ con dấu ngoài sau tấm vách đó. Vậy hả? Dạ, dạ thưa quan, quan chỉ còn một hũ rượu ngon rót ra mời khách, chiều lòng khách đi, vui lòng khách đến. Khách uống nhiều mong khách đừng say, nhà hàng rượu chỉ mong điều này. À, rượu ngon không lẽ uống mình ta, cô đem mời bàn bên đó luôn đi. Dạ, em rót thêm mời khách uống cạn. Uống thời tôi rót, không uống thời tôi đi. À, được, 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 qua uống đi em hãy rót cho đầy. Với đầy tiếng rượu cho đầy pha say. À, thôi đi, cứ đổ rượu phi hoài, gươm ai hai lưỡi trăm hình miệng ai. Uống uống say, pha say nghiệp tay. Quang dừng thương quán em nghèo, lâu lâu quán ghé. Quang gì em đến, mời rượu vô quá, em mời là quán cứ say. Hữu ý hay vô tình, đừng đắm môi quang thêm nồng. Đừng mà, người nhìn, mời rượu không vui, em miền quê nào quên lá lời. Ngất nghi miền đừng đắm say. Thấy bốn ông năm ông trời buồn quay, ta sai rồi đến nhau. À, đừng mà quan, con đừng có làm như vậy mà. Một chút xíu không được sao? Hai bác ơi, nó đã nghi hai bác rồi, cho lính gọi thêm đạn dây bắt nó. Thầy khóa bảo tôi giả phục rượu cho nó sai để hai bác thừa cơ trốn thoát. Mau đi đi. Mỹ nhân rượu đâu ta uống dạ, thêm. Dạ, 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 có rượu đây à. Đừng đến, đừng đến, đừng đến. Ổn kiếp. Mày dám nhiều là bếp xếp, việc tao sắp làm. Xuồng quân bắt Nguyễn Trãi, kẻ trọng phạm triều đình. Mỹ có tài hãy thả cô ra, rồi chạm kiếm cùng ta cho biết tài ba. Hãy nhớ thằng vua loại tao đâu có ngu dại. Cũng cùng bé tòa xanh tất cả hãy chịu tối tay. Trời ơi, chết con tôi rồi. Thân đây nào, mày chịu nói không? Tao giết nó bây giờ. Làm người chớ cậy khi quyền thế, có lúc bàn cờ tốt đuổi xe. Đi nào. Dạ, dạ bẩm quan, quân ta đến rồi. Hả, quân ta đến. Cảm ơn các vị đã giải cứu cho tôi. Tôi Nguyễn Trãi, đây Trần Nguyên Hãn, kia là Hạnh. Chào tráng sĩ. Ý, mẹ ơi, thầy khóa là gái giả trai. Thấy chưa, để mẹ không tin lời con nói mà. Thế mà mấy hôm nay mẹ cứ thầm mong được chàng rể thế này. Phạm tráng sĩ, vì sao bị chúng bắt? Tôi Phạm Văn Xảo, tôi đã bao ngày lội suối trèo non, tiếng hạ đồn thanh quá Lam Sơn, có lễ hào trưởng anh hùng nuôi chi cứu dân, mãi ra đi quân giặc cạn ngăn,
bởi thân cô bọn chúng sanh cầm được anh hùng hào kiệt cứu nguy. Ở Đông Quan thành trái cũng nghe đồn Phục Diệp đánh Ngô đại sĩ chiêu hiền, phải đến nơi đâu mới tìm được anh tài. Men theo tìm đồi sẽ đến Lam Sơn, ta mau lên đường tất cả một lòng. Bác và cô rời bỏ nơi này, em đưa người qua bên tìm đến nghĩa quân. Dòng họ sông rồng vẽ nguyện non xanh cùng nhau bên đời đắng trên mái chèo. Mình mới nghe tình chung nước hẹn nôn thề trong miên biển lặng ta về dưới non. Cô đi rồi tôi cũng ra đi, nhưng chúng ta đi mỗi người một ngả. Ôi nhớ hôm nào cùng nhau đi chợ trồ, giữa thu tàn mà tôi ngỡ xuân nga. Trầm thanh ngọc quê chỉ cả râu mài hồ thì tan bồng lái là đi buông. Dâng lên đi buông, nhưng đó chỉ là cõi đời này có lắm kẻ buông tình bán nghĩa dẹp bỏ đức nhân vì chức trọng quyền cao lừa thầy phán bàn. Tôi ra đi mua nghĩa mua nhân mua tấm lòng yêu nước, nhưng nào thấy bóng ai chung bước tâm đồng.
hạ quyền trên chết treo gớm đúc. Dòng suối lững lờ lẽ bóng mộ thân ai. Ước gì mình tâm sự tỏ cùng ai, nhưng nhiệm vụ quằn vai lời không tiện thốt. Núi thẳm rừng sâu chí anh hùng mai một, tính chuyện tương lai xây dựng mãi gia đình. Ngồi nhìn luôn nước đang lầm than, không đành tâm chỉ mong chân trời lòng vô. Lòng trong con về đúng lúc. Đang trên đường từ Tây Đô qua Nga Lạc, con nghe đồn quân kéo đến thôn ta, con vội vã về đi suốt cả đêm qua. Con đi những đâu mà đi lâu thế? Đã một tháng tròn. Dạ thưa, con xuôi dùng bể mua muối, thuê người gánh ngược rừng sâu, đổi gạo nai sư hổ nấu thành cao. Nhân thể gặp các quan lan miền thượng, nói Lê Chủ hỏi thăm và quà tặng. Tặng những gì? Dạ thưa, cái đó còn tùy, vật thường dùng chỉ có dưới kinh. Nhưng trên núi rừng thì thật hiếm hoi, nên họ xem vật quý vô cùng. Các quan lan vui lòng đẹp và cảm ơn Lê Chủ ta vô hạn. Nghĩa cử này quá thật sâu xa, thầy dặn con để tâm hơn nhiều. Để việc giao tình càng thêm kết hoa, chỗ hai miền trên dưới một lòng, chỗ giữa là núi rừng mai sau dùng đến. Đó cũng là điều mà thầy từ lâu nghĩ tới. Cần tạo nhân hòa địa lợi là đây, chờ thêm thời là khởi nghĩa báo non sông. Còn một điều Lê Chủ đã có nhờ ta, muốn hai nhà thắt chặt thông gia, cùng Lê Thập sẽ có châu trần. Hạnh, ý con sao? Con hãy tỏ bài sự thật,
chuyện trăm năm đắn đo quyết định. Thạch đáng tài võ nghệ tuyệt luân, chất phát thông minh trung hậu hiền lành, nhưng chỉ cả chưa thành vẫn còn khôn khó, xin gác chuyện tư mình đợi quê hương tươi sáng. Suy nghĩ của con kiến trường phù hợp lòng kinh nề, đợi thanh bình pháo nổ mừng tông cũng là ngày thượng. Hai thầy trò nói gì mà coi tâm đắc quá vậy? Dạ, chào tôn chủ, cháu mới về. Dạ thưa đại nhân, tôi hỏi thăm cháu Hạnh sức khỏe thế nào sau một chuyến đi buôn vậy mà. Cô Hạnh, chuyến đi này chắc mọi việc tốt lành. Dạ, xong xuôi cả, xin ngài yên dạ. Lanh lợi thông minh, khôn khéo giao tình, ta giao cô việc ta tin là xong việc. Kìa thầy đồ, trong thầy hình như có điều chi lo lắng. Chốn thôn văn lặng dân sông hiền lành, trước đầu đạo kiếm có cây cũng lo âu. Có gì đáng ngại, ta vẫn là ta, những người áo vải. Thầy cứ bình tâm ngồi dạy học, chuyện sứ ngô đâu bận hết lòng ta. Thưa, họ đến đây có phải vừa chiêu dụ vừa thăm dò? Đúng vậy. Nhưng Lam Sơn đây chỉ có trâu cài ruộng cấy, người người vết cưới nông tan làm lụng suốt đêm ngày. Áo vải quần bộ không bon chen sự thế, lòng thanh thản ung dung, ai muốn dò thì cứ việc. Còn chuyện ta nhờ thầy ngó cùng cháu Hạnh cùng Lê Thạch cháu ta. Dân đã xong. Vậy cháu nghĩ sao khá tỏ? Lê Quân tài mạo phi phàm, thêm chuyên rành văn võ lược thao, ai người hữu phước mới được giao đầu chung bước khách hùng anh. Dân đang dưới ách công cùm, cháu chẳng an lòng sống chuyện riêng tư. Đợi ngày non nước bình yên, quốc cống xâm lăng sẽ lên đèn long phùng. Khen thai nhi nữ kiên cường, ách nước nạn nhà chúng một niềm đau. Cháu Thạch nhà ta may mắn ba đời, mới mong được lọt mắt xanh. Trái khôn tìm vợ chợ đông, giới khôn tìm chồng giữa ba quân tao loạn. Ta mong ngày ấy không xa, đêm bước qua sực rỡ tưng bừng. Cạn chung rượu nhạc nỗi vui mừng đến hay. Thầy ở Đông Quan chẳng hay thầy đã gặp, Nguyễn Trãi tiên sinh là bậc túc nho văn sĩ Bắc Hà. Lê chủ muốn biết Nguyễn Trãi à? Phải, tôi nghe đồn trong chốn sĩ phu, một ngọn bút hoa tài ba tướng quốc, trương phủ kinh hồn hết oai hoàng phúc. Vậy thề có dịp mai nào được gặp người ấy hay không? Quả như tiên đồn xa, nhưng mà tôn ông có trăng tỏ thời mới có trời trong. Lê Sát, hãy lấy cho ta vàng bạc, cầm mua 10 tấm lụa hồng tốt nhất, rất cần lễ vật đưa đi Tây Đô gấp. Cháu sớ về là xin chuyện lôi thôi. Ai, ai về ta mà đi chợ mua hàng? Ai? Cháu đi. Cô Hạnh. Cô Hạnh, không được đâu, giặc nóng bên cầu chúng biết mặt rất nguy. Cháu không sợ, xin Lê chủ giao cho cháu. Chỉ có cô mới thạo việc này. Chợ đang đông, cô hãy đi ngay, nên nhớ cẩn trọng nha. Chị Hạnh, em đi với. Hạnh con, nên cẩn trọng đề phòng từng bước. Con xin lĩnh ý thầy, xin bảo toàn sau trước. Chúng mình đi chị. Dân đi.
cô Hạnh. Thầy khóa mắc kẹt rồi. Thôi em ra cổng chờ thầy của em nha. Lê Huynh, Lê Huynh ngăn đúng Hạnh, có gì muốn nói? Cô Hạnh, lòng mong tâm sự cùng ai mà sao cảm thấy bâng khuâng? Vô kính chỉ thêm ưu tư, lòng ai như đã hiểu được, chờ cho non nước bình yên, đào mai sen trúc cành liên. Ai hiểu lòng đây, anh cũng nguyện trọn đời yêu em. Ghi khắc giao ước một lời nguyện, tự duyên sẽ tròn khi trời làm sạch bóng thu chung. Chỉ hồng trao tay ai ơi gắn đời, ta sẽ bên nhau một lời nguyện. Bao năm cùng chờ mang tình ra chiến trường xa, dù là gian nguy trở gan tuấn kiệt, mong sớm thanh bình chung rượu hồng trao tàn trong kiếm đao. Xin chia tay buồn chuyện tình chỉ non nữa, tôi luôn ở bên nàng chung ngọt vui cùng chia đắng cay.